Chào bạn nhá, chào mừng các bạn quay lại với kênh Nhịp Sống Tây Bắc của anh em mình nhá. Hôm nay mình anh em mình được tất cả các anh và anh Hùng đưa đi chơi mọi người ạ. Đưa đi chơi anh em mình tắm tắm nước nóng đây này. Anh em chơi cầu trượt ơi. Ui ra ngoài lạnh lắm ấy. Ngâm thì mới không lạnh mà mình ra ngoài này lạnh lắm. Người lớn à, người già vẫn được mà. Gãy lưng chưa? Đây anh em mình đang tắm ở bể bơi là ở cái đây là nước nóng tự nhiên nhé mọi người nhá. Ở trên bản lòng thành phố Sơn La. Đây nước là nóng đây này, đây nóng này. Máy này không chịu được. Máy này không chịu được nóng đâu. À không thấy nước đâu. Ông này thi lặn đi. Anh em mình thi lặn đi xem mà anh em mình thi lặn đây nào, anh em mình thi lặn đi. Thì làm xem ai lặn được lâu nhất đi. Không phải chơi cả tất cả mọi người đi. Chơi ra. Nhưng mà không được bám vào cái kia đâu, không được bám vào kia đâu, chơi ở giữa này thôi. Không cho bám. Ai muốn đọ không? Nào bây giờ nào, có bao nhiêu thí sinh nào? Anh Hùng có chơi không? Anh Hùng và anh Duyên chơi không? Rồi em đến đến ba nhá. Anh Khánh thì anh ấy đang ngủ ngoài kia mà anh ấy không tắm. Không được cầm nhau. Đếm đến ba là phải xuống nhá, ai mà xuống chậm là coi như không tính nhá. 1 2 3. Xem ai này. Tam lên trước rồi. Anh Dương lên thứ hai. Ông lâu đấy. Anh Hùng lên thứ ba. Anh Đức thứ ba, thứ tư, Thơm thứ năm, Duyên thứ sáu. Rồi còn cái anh Long này, chú Dũng này với chú Vinh. Còn anh Long rồi, anh Long lên rồi. Chú Dũng vô địch. Anh là được giải ba. Chú Dũng được giải, chú Vinh được giải phần nhì. Anh Hùng lên sau. Anh Hùng lên trước. Anh Hùng lên trước. Tam thua. Bây giờ là chú Vĩnh có vẻ là không phục chú Dũng, bây giờ có thách đấu lại không? Chơi. Anh Long có thách đấu với giải nhận lại không? Ba người đỉnh cao nhất không? Bây giờ gần đây ba người đỉnh cao nhất rồi, bây giờ đấu nhau. Vâng, đại diện xuất sắc nhất của Sơn La sẽ đấu với đại diện xuất sắc nhất Hà Nội đi. Không cho không cho ba ông nhất nhì ba đấu với nhau thôi. À anh là ba, đây nhì đây gần nhất. Bạn đến ba nhá. Chú Dũng sẽ ra gần một tí. Ra trung tâm đi. Trung tâm. Lại ba nhá. 1 2 3. Thường con ong đấy nhá. Nhìn này, anh Long nhìn ở con ếch kia. Ông này còn bơi đi bơi lại cái này. Ba người chưa lên đâu chú Vinh ơi. Hai. Anh Long với. Ba. Tay đây. Ta vẫn thắng. Ông này anh đứng nhì. Anh nhì. Anh không tắm à? Nước nóng sướng mà. Em muốn ăn cứ mần mần. Nước này
Anh ơi, buồn đái đái ở ngay đây đừng mà. Rồi anh em, bây giờ anh em chuẩn bị cắt cơn. Ăn xong rồi lại đi tắm nha. Rồi. Em chuẩn bị con ong. Mẹ con ong rồi. Chuẩn bị con ong, hai con. Hai con nữa. Ba bốn con rồi. Đây anh em mình sẽ ăn từng món một nhá các bạn nhá. Bây giờ là ăn xem món ăn gà luộc, gà giá, gà nướng và măng trước. Vừa ăn món nước nóng về rồi đúng không? Mọi người nhá. 2 3 go. 2 3 go. 2 3 uống. Mình không, hôm nay không biết làm sao mình quen tay trái ác như hôm nay. À có đồng hồ mới. Đồng hồ mới à? À đồng hồ mới, quen tay trái đã. Hôm nay mình quen tay trái ác đấy. Căng đấy nhỉ? Cảm ơn anh Quyết nhá, bạn Quyết nhá. Hình như nó không chạy rồi hay sao ấy. Đeo mà gì cho nó. Ê mà em trai kết nghĩa gửi cho mà. Ý dạ. Đeo những cái đó. Có rau, rau trứng đậu. Có rau sống ấy. Có rau sống ấy. À mời anh em đi, đây này. Ăn đi. Anh đứng cái này. Anh chiến cái này đi. Ok. Còn lắm người lắm. Người lắm. Cái này chấm mấy à? Chấm mấy vừng à? Đấy, chấm chấm. Đây chấm này. Chấm cái nào không được? Chấm thái. Vừng chấm. Ơ, chấm một này. Chấm xuôi sao? Anh tay cơm mà ăn ngon. Ngon nhỉ? Dùng đũa thì bứt anh ạ. Tay cơm đấy. Chẳng chéo ngon lắm. Đi đi đi. Mắt ăn bò húc à mình nhé. Người không? Chuyển sang uống bò húc. Chấm gì chấm này? Chấm chéo. Còn đá. Chấm chéo anh ạ. Em pha bò húc mà. Pha chứ. Uống cái đấy tốn bia lắm. Anh Đức lần đầu tiên thế anh em mình uống toàn pho bò húc. Anh pha thử luôn với bạn thử nhá. Ồ, sợ lắm. Uống thế mấy con ong sớm chứ anh. Có một trước kia bốc hố cho bốc nhà cho anh Châu với pha cái gì nước xanh xanh. Cái kiểu ông ngầm là chắc chắn rượu đấy. Rót đầy rượu thả anh tỏa mà có bia hồng một phát hết nhỉ. À. Này mẹ pha mấy rượu rồi không có. Thôi đi bác Bình ơi, mình quen tay trái nó hôm nay đấy đấy. Những ai có tay trái lên đi hôm nay nhá. Đây, mình trả mình hôm nay vẫn thuộc tay phải bởi vì mình không có cái gì nặng đúng không? Hôm nay mình quên tay trái rồi. Đáng lẽ mình tay trái nhưng mà không có gì với tay trái gì nữa. Ok. Uống được đấy, bia này uống được đấy. Ngon. Bia phè bò húc uống được đúng không? Có xanh xanh gì rồi. Ăn đây, rau đây. Mời anh em nhá, mời các bạn nhá, mời chú anh nhá. Mời tất cả anh em. Chia. Đồng minh mình cả trần số thôi. Không kệ. Quẩy nó đéo xuất lên hình. Ghê không? Ủa nhỉ? Quay mà. Ghê không? Thôi mặc áo ấy là lịch sự lên hình nó đẹp. Hôm qua mày làm gì mày không quay hay sao? Anh Long về ngoài anh thúc thiết cả đêm ta đéo. Quen tay trái thế nhỉ? Quen tay trái mà nào đây đi. Bây giờ chú anh bây giờ là từ khi có đồng hồ là bây giờ là rót nhấc bia chỉ có nhấc bằng tay trái nha mọi người nha. Đây đây đây, tay trái nhưng mà mình nhấc bằng nhiều. Ô đây 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 đây. Cao ơi. Đây đây. Làm đại tay đấy nhỉ. Hôm nay không biết được của anh quen tay trái ác cái gì. Anh tài đổi tay lái à. Các anh uống lái xe thì không uống bia uống rượu nhau mà nha. Có anh em mình nhá.
có một cao ra thôi. Để nó cao nhiều có đấy, nó chí đấy. Có à? Có nó có. Có ca làm gì có. Nhưng mà có thì gì? Có tí hết. Rồi đấy thôi. Cho nói chứ. Cho nó có phim. Ôi giời, bát rơi à? Đội này mà ấy nhỉ? Mà cuối năm cho anh em ha. Tay mình không quen rồi. Vẫn đâu rồi. Có cả đâu. Em để trước mặt em đây. Bác Bính cứ thoải mái đi. Thơm ha. Nhiều anh em. Có biết là có mì tôm không? Gọi mì tôm đem thơm đi. Có 2 cân. Đỡ phải trên là bác Bính. Bác Bính ơi, gọi bác Bính ơi, gọi mì tôm cho em thơm đi. Chú anh không mỏi tay nhỉ? Cầm cái cốc bia kia bên tay trái là hơi lâu rồi đấy. Làm gì mỏi được quen rồi. Bên tay trái. Sao lại quen trống nhỉ? Chủ quán ơi, cho một chậu mì tôm cho em thơm đi. Ăn đi anh Nhất. Anh rất biết đeo đồ. Thế thì hôm nào về sớm quá nhỉ? Hôm nay kịp đeo đồ gì đâu. Anh em ăn đậu nhá. Ăn đi bác Bính cứ ăn đi. Gà bốc được. Bốc này ừ. Ui đồ nóng hổi em ơi. Anh bắt nó luộc mà. Nó luộc nóng mà. Được rồi. Em ơi. Làm cái này. Làm cái. Nào, Natasha nào. Nào anh em mình lên Natasha đi. Natasha Maria đi. Đỏ luôn nhá. Đỏ quá. Đâm đỏ luôn đi. Thôi mới đỏ thôi chú ạ. Một đỏ nhá. Hai đỏ tốn dầu lắm, anh em chạy một đỏ đi. Ừ. Anh à, Đức cầm đầu rồi đấy. Xuống. Cháu thì nhiều đỏ thôi cháu ơi. Bớt cái lòng đèn này. Chờ ông đấy. Nhai cả đá kia bảo một hai đỏ đó không khác lắm nên xuống người thế. Nếu mà lỗi mà anh em mình không tắm là không uống đâu là chối. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vừa rồi anh em mình không tắm. Vừa ăn sáng lúc à bọn em vừa ăn sáng lúc 9 giờ mà 10 giờ đi ăn cơm rồi. Vâng, tắm tiêu nhanh thật. Tắm tiêu luôn. Đáng nghĩa là anh em mình phải mang cả cái mâm này anh em mình ăn ở chỗ bể bơi ấy. Ăn được nhiều. Tắm xong rồi lên ăn. Vâng. Tắm vâng. Vâng. Cuối lắm mà bọn anh lên một trận rồi giết toàn quan họ hết đây này mọi người ạ. Bây giờ lên quan họ đấy. Anh đang nói là người ơi giỏi được vẻ. Hôm nào phải dạy em cái bài này đấy nhá. Em dẫn đi. Anh em gọi anh người này là đôi. Bây giờ quan họ Bắc Ninh lên rồi nhá mọi người nhá. Đôi bên bàn nào mà lại cùng có đó đầy. Đó đầy người chơi. Ơi đừng về em ơi em về với anh ơi người ơi đừng về ô quá hay quá hay. Thế bây giờ xin năm thật ra là không có nhạc đâu. Em sẽ phụ nền cho anh. Bài à? Bài à cái nhà ngồi tựa bàn thuyền đi anh hát bài được không? Ngồi tựa bàn thuyền nhá. Nhạc Anh Sơn bây giờ. Không, hát phải bài nó phải đặc sắc của quê hương mình ngồi tựa bàn thuyền. Của quan họ sao cái đấy đúng không? Đây mình có phải quan họ đâu. Bắc Ninh mà, quan họ như thế nào. Đây là Ninh Hiệp. Và Ninh Hiệp cái đây anh em. Thì gần Bắc Ninh, gần Bắc Ninh. Đây này. Đây anh vào nhà nó luôn. Em Bắc Ninh bài gì em chả hát được. Đấy, chẳng qua là không được. Ngồi tiệm màn thuyền đúng rồi. Ngồi rằng là ngôi tuổi yêu.
hàng ngũ y tế nói hát được mà ăn thuyền ấy mây đêm đêm mi hôm qua quà đấy đúng 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 mẹ đêm qua ngôi rằng là ngôi tuổi có mây màn ơi thuyền là ngôi tớ có màn thuyền ấy mây đêm là đêm đi hôm qua xin phép là anh cứ bật máy lên thử hát vừa con nhạc nó sẽ có sắc nhịp hơn đấy. Mọi người ở đây sẽ trước khi ra về cũng là gây một cái kỷ niệm nào đấy để anh em nó khó quên. Bây giờ là anh em mình kết thúc buổi giao lưu tại đây nha các bạn nha. Các anh cũng chuẩn bị về Hà Nội rồi. Anh em mình cũng về nhà. Hẹn gặp lại các anh vào đợt gần Tết đến mùa hè nhá. Đến mùa hè anh em mình lại lên giao lưu, lại xuống giao lưu tiếp đi bắt chuột. Anh này kém quá. Hôm qua say quá rồi. Vâng. Chào anh nhá. Hai đứa nghe vào tắm đi là. Đâu, về rồi. Đây đâu? Vâng. Vâng nhá. Là cuối tháng nó xuống mà. À. À. Giờ mình chơi đây thì mẹ nó được tháng 14 phần mình. Bọn được phép được phép. Nhá. Gần luôn đấy, họ hạ diện video ra đây. Vâng nhá, anh rồi nhá. Ô mày nhanh nào. Bây giờ chưa kịp kết nghĩa, còn chưa kịp cắt tay, chưa kịp cắt cổ tay đâu đấy. Vâng. Vâng. Cần gì phải cắt móng anh, cắt vào động mạch chủ này luôn chứ. Con ong luôn chứ. Thế mà tình cảm chứ, cắt móng thì thường quá. Rồi, chào anh nhá, coi nhá. Về đây nhá. Ok, anh em ok, bây giờ anh em cũng về nhá mọi người nhá.